buổi chiều ngày 14 tháng 10 năm 2024, báo cáo với các thượng đế việc nọ việc kia, bây giờ mới hoàn thiện được chiếc đài GL David này, GL David. À, chiếc đài này có nguồn gốc xuất xứ là hàng xóm với Bật Mơ Ôn. Chiếc đài này quay video ở bên trong rồi. À, trước khi lắp vào thì mời mọi người, trân trọng kính mời mọi người soi lại nội thất một lần nữa để tránh cái trường hợp lăn tăn khi bỏ tiền ra, bỏ thóc ra mua chiếc đài chả biết ở bên trong nó như thế nào. Đấy, thế nên là khỏi phải lăn tăn, khỏi phải băn khoăn, là ta xem ngay và luôn nhá, xem ngay và luôn. Chiếc đài này mình cung cấp với một mức thóc rẻ nhất của đất 350.000 đồng. Line new, đài này rất chi là mới. Đồng hương với Bật Mã Ôn thế nhưng rất chi là mới. Nhìn cũng sướng, no con mắt. Nhìn càng đắm mà ngắm thì càng say. No con mắt. À, bây giờ vào bên trong xem nhé. Đây. Đấy, nó còn mới đẹp như thế này. Loa 8 ohm 3W. 8 ohm 3W. Đấy. Bên đây nữa này. 8 ohm 3W. Rất chi là mới. Tắm rửa sạch đẹp. Đài này không phải tắm nước, đài này tắm cạn thôi. Thế nhưng mà vì cái đài này nó rất chi là mới thì là bên trong nó có tí bụi thì hay là cái chổi phổi đi cái là được. Đấy. Còn đây. Đây cái nguồn này là cái chân ốc nó bị gãy, nó bị gãy chân ốc. Đổ keo AB vào đây rồi. Đây. Đấy. Đổ như thế này thì đúng là đài hỏng rồi mà nguồn chưa tung ra. Nguồn chưa tung ra này. Nhá. Làm nó phải như vậy. Ê, bộ cơ sáng choang. Cơ chạy bánh răng. Cơ chạy bánh răng. Có nhiều chiếc đài thì nhiều triệu. Cứ phải gọi cái đài này bằng cụ tổ về cái bộ cơ nhá. Đấy. Bộ cơ chạy bánh răng thì bao giờ nó chả hơn bộ cơ chạy vòng cao su. Cơ này giống cái đài Sony 1058, 1065, 1055, đài JBL PC 47, PC 100, 150. Đấy, cơ chạy bánh răng. Đài Sony CFS 3/7. Đấy là giống này. Đấy. CFS cái cửa không có vớt là giống như này. Đây radio đây. Đấy, vệ sinh thì sạch đẹp nhá. Vệ sinh sạch đẹp. Bên trên này, sánh choang 350.000 đồng. Để nhìn cũng sướng. 350.000 đồng, một mức thóc rẻ nhất của đất. Và cũng xin thưa tới mọi người để mọi người được hoan hỉ. Chiếc đài này đã được một người thượng đế có quê bụng tốt ở xứ Thanh. Ngài thượng đế này ở tỉnh Thanh Hóa, mang biển số 36 đã Trần Văn Chốt. Ngài thượng đế này đủ tiêu chuẩn để chúng ta biểu dương, vì ngài đã thực hiện cái quyền đó là được chuyển thóc ngay và luôn. Ngài đã chuyển đủ cho mình 350.000 đồng rồi. Bây giờ mình dừng video ở đây để sau đó lắp vào. Video sau thì sẽ test radio cũng như cassette, thì chiều ngày hôm nay sẽ gửi được cho ngài thượng đế ở tỉnh Thanh Hóa. Trân trọng cảm ơn các thượng văn đế. Thân ái chào tạm biệt. Merci. Merci beaucoup.